nó sẽ hiện là workstation 16 chấm nha. Rồi các bạn bấm next. Thì ở đây á, thì các bạn ở cái installer this email á, thì các bạn cố gắng là các bạn chọn cái sụt Windows Server 2022 nhé. Chọn xong thì các bạn bấm bấm next. Các bạn sẽ chọn là Microsoft Windows và các bạn chọn cái Windows Server 2016 nhé. Nếu như mà VMware mà 16 thì nó sẽ hiện là Windows Server 2019 nha. Nhưng mà cái phiên bản VMware của mình nó thấp hơn, cho nên là nó chỉ hiện 2016 thôi, nhưng mà cài vẫn được nha các bạn. Rồi ok, các bạn bấm chọn 2016. Xong rồi các bạn bấm next. Rồi đặt tên. Rồi, bấm next. Rồi next luôn. Ở đây thì các bạn cố gắng nâng lên nha. Chúng ta nâng lên RAM 4GB nha. Là 4096 nha các bạn. Rồi các bạn bấm next đi ha. Rồi các bạn bấm next đi ha. Net. Rồi, ở đây thì các bạn cho 60GB nha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái nút mũi tên xanh xanh ha, xanh xanh để bắt đầu chạy. Ở đây thì các bạn chọn ngôn ngữ ha. Chọn ngôn ngữ, thời gian và keyboard. Các bạn bấm next. Đến đoạn này thì hiện tại thì Windows Server 2022 thì có cái bản kiểu dẫn dot đấy các bạn, cho nên là nếu như các bạn muốn chọn dot thì các bạn chọn cái đầu tiên hoặc là cái thứ ba. Còn nếu như các bạn muốn chọn mà có cái giao diện bình thường giống như này á, thì các bạn sẽ chọn có cái từ là desktop experience ha, thì mình chọn cái số 2 nhé, là có phiên bản desktop. Rồi các bạn đọc qua chút xíu, các bạn click vào, tích vào, bấm next. Rồi chúng ta chọn ổ đĩa, bấm next. Rồi ở trong này là quá trình cài đặt các bạn đợi một đoạn thời gian nhé. Quá trình này tầm khoảng 10 đến 15 phút á. Cái phần này nó sẽ phụ thuộc vào máy tính của mình nhiều lắm. Nếu như máy nhanh thì máy cấu hình mạnh thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Rồi bắt đầu khởi động lại. Ở đây người ta yêu cầu các bạn là điền bắt cuộc, thì bắt cuộc ở đây các bạn nhớ là có 4 tiêu chí nha, vừa là chữ hoa, vừa chữ thường, vừa ký tự số và vừa là một cái ký hiệu đặc biệt nữa nha. Rồi các bạn hãy điền vào. Thông thường thì mình điền là b hoa a cộng ss một.
Và đây chính là cái giao diện của Windows Server 2022. Đây là phiên bản mới nhất của Windows Server. Đây, một cái giao diện cũng khá là đẹp đúng không các bạn? Rồi các bạn cứ bật tiếp đi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo liên quan đến DHCP, liên quan đến DNS, liên quan đến FTP, liên quan đến web server và liên quan đến user group và liên quan đến các policy. Thì mình sẽ cố gắng làm một cái chuỗi những video liên quan đến server 2022 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể giúp mình like hay share nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.